tai nhiệt huyết trong mỗi người. Và đặt mai và la. Trong đăng đàn thơm cười huy hoàng, chào đại
Xin chào các bạn. Vừa rồi chúng ta vừa được nghe ca khúc Văn Lang Đại học Đường. Đây là bài hát truyền thống của trường Đại học Văn Lang và được rất là nhiều thế hệ sinh viên Văn Lang yêu mến. Kể từ mùa Tết lịch sử, nghỉ Tết đến giờ thì lâu lắm rồi chị mới được nghe lại ca khúc này. Nổi cả da gà luôn, không biết là các bạn thấy phụ đề ở dưới thì không biết các bạn nào sinh viên Văn Lang đang hát theo ca khúc này không. Thì MV vừa rồi là trường đã dựng vào năm 2018. Khi đó thì cơ sở 3 của trường mình chỉ là một cái mảnh đất rất là lớn, rộng lớn và còn rất là nhiều mảng xanh. Thì bây giờ đến giai đoạn năm 2020 thì rất là nhiều công trình đã mọc lên. Ngay cả cơ sở 1, cơ sở 2 của trường cũng được cải tạo rất rộng lớn. Cho nên đó là đến năm nay thì là trường đã đón thế hệ sinh viên thứ 26 rồi. Thì sở dĩ đây là lần đầu tiên mà nhà Lạc chọn ca khúc này để mở đầu cho chương trình của mình. Bởi vì là hôm qua là một ngày rất đặc biệt, đó là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ Tổ Hùng Vương, là Văn Lang đón sinh nhật 25 năm tuổi. Và rất là nhiều bạn học sinh và cả sinh viên, thầy cô Văn Lang cũng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến trường. Thì hôm nay nhà Lạc đưa ca khúc này lên để cũng là mong muốn đó là chúng ta cùng chúc mừng trường chúng ta đã bước qua một giai đoạn mới phát triển. Và quay lại với nhà Lạc hôm nay thì các bạn thấy hôm nay không gian lạ không? Có một mình chị ngồi thôi à. Thì không biết là hôm nay chương trình của chúng ta có gì khác. Thì thực sự hôm nay là một chương trình rất đặc biệt, không phải là một số live stream về tư vấn tuyển sinh nữa, mà trong giai đoạn là hồ sơ đầu tiên thì trong đợt 1 thì các bạn ngay từ những ngày đầu nhập học nộp hồ sơ thì các bạn đã bắt đầu là đặt câu hỏi rất là nhiều về việc chọn ngành và các bạn hoang mang rất nhiều. Thì do là các bạn không được đến trường để tư vấn trực tiếp cho nên đó là cái việc mà tư vấn hướng nghiệp của các bạn cũng gặp khó khăn hơn nhiều. Do đó thì nhà Lạc đã chọn số live stream thứ 5. Thì đây là số livestream nối tiếp với số 1, số đầu tiên của nhà Lạc luôn. Các bạn còn nhớ chủ đề là Lạc trong vũ trụ ngành nghề. Thì số hôm nay, số thứ 5, hiểu mình để hiểu ngành. Thì đó sẽ là số tiếp theo và sẽ các bạn sẽ được tư vấn hướng nghiệp chuyên sâu hơn nữa. Và hôm nay Văn Lan sẽ đón chào một vị khách rất đặc biệt. Đó là thạc sĩ Phoenix Hồ Phụng Hoàng. Thì cô sẽ là chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, sẽ hướng dẫn cho các bạn 50 phút vàng để mà tư vấn cho mình nhiều cái kiến thức chuyên sâu về hướng nghiệp. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón bài giảng thú vị hôm nay nha. Chào các bạn Văn Lang ạ. Ngày hôm nay tôi rất là vui mừng được gặp các em ở đây. Đầu tiên tôi xin phép tự xưng là cô và gọi các em là các em nha. Để mở đầu thì Phoenix xin tự giới thiệu mình bằng cái slide này, các em có thể tự đọc. Nhưng đối với tôi thì cô chỉ muốn nói rằng là ngày hôm nay cô rất rất là vui và hạnh phúc khi được đến đây để gặp các em qua màn hình. Tụi mình cách nhau chỉ có một màn hình thôi ạ. Nên rất là mong tụi mình sẽ có một thời gian rất là vui vẻ ngày hôm nay. Như chị Phương vừa chia sẻ với các bạn thì cô gọi 50 phút này là 50 phút vàng. Thực ra trong giảng dạy cứ mỗi 15 phút là tụi cô phải làm một cái hoạt động gì đó khác đi. Vì cái sự chú ý của học trò không còn ở nơi mình nữa. Sau 15 phút là rất khó để các em nhớ. Và vào thời bây giờ trong mạng xã hội thì sự chú ý của các em trên mạng internet chỉ trong vòng khoảng 10 đến 12 giây mà thôi. Cho nên đối với cô có được 50 phút này với các em ngày hôm nay, cô gọi đó là 50 phút vàng. Vì cô biết rằng đây là rất khó khăn để thuyết phục các em ở lại màn hình trên 50 phút này. Cô hy vọng mình sẽ có được với nhau một thời gian rất là hiệu quả và hữu dụng. Cô xin nhắc lại nội dung của hai tối trước đây. Anh Huỳnh Công Thắng đã đến đây và chia sẻ với các em về mô hình Ikigai. Thì sau khi anh Huỳnh Công Thắng chia sẻ buổi ngày này thì các thầy cô ở Đại học Văn Lang có nhắn với cô rằng là các em có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc là em là ai, làm sao em biết được em thích cái gì, làm sao em biết được em giỏi cái gì, làm sao em biết được là thế giới lao động đang cần điều gì. Vì lẽ đó ngày hôm nay trong 50 phút này cô sẽ tập trung với các em đầu tiên là hiểu mình và sau đó là hiểu nghề. Và trong 50 phút này cô và các em chỉ có thể đi được cái bước đầu tiên để phần nào các em hiểu về bản thân và hiểu về thế giới nghề nghiệp. Nhưng còn lại thì các em phải tự tìm hiểu nhiều lắm. Và cô hay dùng cái mô hình là 20%, 80%. Nghĩa là các chuyên gia như cô đây, như rất nhiều anh chị và thầy cô ở trường Đại học Văn Lang chia sẻ với các em, thì chỉ đưa được cho các
em 20% kiến thức, 20% chia sẻ về câu chuyện, về trải nghiệm, nhưng 80% của hành trình còn lại để chọn được ngành học, chọn được trường phù hợp thì nó tùy thuộc vào các em rất nhiều. Và điều này cần sự chủ động rất là mạnh mẽ từ các em, đặc biệt trong mùa dịch này, khi các em ở nhà có thời gian rảnh, các em rất dễ buông mình vào những cái hoạt động nó không liên quan đến học hành, nó không liên quan đến nghiên cứu, nó không liên quan đến tìm hiểu con người, bản thân mình. Thì cô kêu gọi các em rằng là tụi cô làm hết công việc của mình thật là tốt, chỉ để đạt được 20% mà thôi. Còn lại 80% của đoạn đường này các em phải tự mình đi và tự mình tìm hiểu. Thì trong chương trình này cô sẽ cho các em những kênh tài nguyên để các em có thể tự tìm hiểu như thế nào. Vậy mình đi vào cái mô hình đầu tiên để giúp cho các em tự hiểu mình. Cô chọn lý thuyết mật mã Holland. Họ nói về 6 nhóm đặc tính nghề. Lý do là vì lý thuyết này nối thẳng vào bản đồ thế giới nghề nghiệp, cho nên nó sẽ cho các em được một câu trả lời cụ thể rằng nếu tôi có nhóm đặc tính này thì tôi có thể chọn những ngành nghề nào phù hợp. Nó giúp cho mình đi một đoạn đường khá là dài trong việc hiểu về bản thân và hiểu về thế giới nghề nghiệp. Nhưng các em chú ý rằng đây không phải là lý thuyết duy nhất để các em tự hiểu mình. Cô chỉ xin đính chính rằng đây là một trong những lý thuyết cô thấy rằng hiệu quả để hiểu mình và hiểu nghề. Vậy thì cô muốn các em tập trung vào màn hình. Thì khi em tập trung vào màn hình, các em sẽ thấy 6 nhóm ở trên màn hình này. Các em nhìn, các em sẽ thấy cái mũi tên đi lên và đi xuống. Mũi tên ở trên chỉ vào sự vật, mũi tên ở dưới chỉ vào con người. Cái đường ngang bên trái đi về dữ liệu, bên phải đi về ý tưởng. Thì các em sẽ thấy được hai cái mũi tên này. Vậy thì ý nghĩa đằng sau hai cái trục này là gì? Trục dọc và trục ngang. Thì cô gọi các em hãy nhìn vào tiếng Anh, dịch ra từ tiếng Anh là work task, là nhiệm vụ công việc. Nhưng theo tiếng Việt để hiểu hơn thì mình có thể hiểu nó giống như đối tượng công việc. Thì các em sẽ thấy có những người họ thích làm việc với sự vật nhiều hơn. Trong phòng thu ngày hôm nay có các anh chị bên nhóm kỹ thuật. Họ đang làm máy móc, họ đang đưa hình ảnh cô lên màn hình, họ đang giúp cho tụi mình nhìn nhau được qua màn hình. Thì họ làm việc với sự vật rất nhiều, họ làm việc với máy camera, máy quay phim, vân vân và vân vân. Và ngược lại, cô là một người làm việc với con người rất nhiều, thì cô đi về cái hướng của mũi tên ở dưới. Cho nên các em để ý dùm cô, trong suốt 6 nhóm này, các em tập trung lại vào cái hình lục giác, thì các em sẽ thấy cái mũi tên nó đi theo từng cái hướng khác nhau. Vậy cô cùng với các em nhìn vào nhóm kỹ thuật là nhóm màu xám. Mình tập trung lại cái hình lục giác nha. Vậy thì khi mà mình nhìn vào nhóm kỹ thuật thì mình để ý rằng nhóm này là nhóm có sự ưu tiên cho các hoạt động đòi hỏi sự tương tác hoặc là thao tác với đồ vật, với công cụ, với máy móc, với động vật một cách rõ ràng, có trật tự hoặc có hệ thống. Nhóm này không có thiện cảm với các hoạt động giáo dục hoặc trị liệu, thì đây là nhóm kỹ thuật và màu xám. Khi các em nghe cô đọc và chia sẻ đặc tính của nhóm này, các em thấy có một phần nào của mình trong đó, các em ghi chữ kỹ thuật xuống bên cạnh tên của mình. Rồi mình đi qua nhóm tiếp theo. Nhóm tiếp theo có màu xanh da trời, các em nhìn tiếp vào trong màn hình, là nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu có sự ưu tiên cho các hoạt động đòi hỏi sự điều tra các hiện tượng vật lý, sinh học và văn hóa theo phương pháp quan sát tượng trưng có hệ thống và sáng tạo để hiểu và kiểm soát các hiện tượng đó. Nhóm này không có thiện cảm với các hoạt động thuyết phục, giao tiếp và lặp đi lặp lại. Thì ở đây, đặc tính của nhóm nghiên cứu là những người rất thích học, rất thích đọc, rất thích đào sâu nghiên cứu các em ạ. Và đặc điểm nữa là nhóm nghiên cứu họ không thích thuyết phục người khác theo ý mình. Họ chỉ mong muốn rằng những cái nghiên cứu của họ, những bài viết của họ, những bài chia sẻ của họ đủ cái tính thuyết phục rồi. Và vì vậy họ làm việc rất nhiều với ý tưởng. Các em nhìn cái mũi tên đi qua bên phải là nhóm nghiên cứu làm việc rất nhiều với ý tưởng. Và đặc điểm là họ rất thích tìm hiểu thông tin một cách sâu sắc. Nhóm kế tiếp là nhóm nghệ thuật. Nhóm nghệ thuật màu vàng ở dưới. Thì nhóm nghệ thuật có đặc tính là họ có sự ưu tiên cho các hoạt động chưa rõ ràng, tự do. Họ không thích sự bó buộc. Họ thích mọi chuyện phải được
tự do, họ có thể vận dụng các vật lý trị liệu nè, qua ngôn ngữ nói hoặc liên quan đến con người để họ tạo ra những hình thức hoặc sản phẩm nghệ thuật. Thì ở trong phòng quay ngày hôm nay, cô chắc chắn rằng các anh chị mà đang làm việc với cô, đưa hình ảnh cô lên với các em, tạo những phim, những clip, họ phải có nhóm nghệ thuật. Họ làm việc với kỹ thuật, với máy móc, nhưng họ phải có những ý tưởng làm sao để cái hình này đưa lên được đẹp nhất, cho hình ảnh của buổi ngày hôm nay đến với người xem hay nhất. Thì đó thuộc về đặc tính của nhóm nghệ thuật. Và đặc biệt cô nhắc lại, nhóm nghệ thuật rất ghét sự bó buộc và họ đòi hỏi sự tự do trong tư tưởng rất nhiều, họ làm việc với ý tưởng nhiều lắm. Tiếp theo mình đi xuống cái nhóm xã hội là món màu xanh lá cây. Các em nhìn vào hình lục giác thì nhóm xã hội họ có sự ưu tiên cho các hoạt động làm việc với con người, làm việc với người khác, với mục tiêu là họ muốn thông báo, muốn huấn luyện, muốn phát triển, muốn chữa lành, muốn giác ngộ. Và nhóm này không có thiện cảm với các hoạt động rõ ràng, hệ thống. Và đặc biệt, họ không thích làm việc với máy móc, công cụ hay sự vật. Thì các em nhìn rõ ràng thôi, cái mũi tên nó đi ngược. Ở phía trên, kỹ thuật làm việc với sự vật, đi thẳng xuống dưới, xã hội làm việc với con người. Thì trừ khi một người có hai nhóm đối nhau là kỹ thuật và xã hội. Có rất nhiều người như vậy ạ. Còn không, người của nhóm xã hội không có thì cảm với những hoạt động mà nhóm người kỹ thuật rất thích. Mình để ý điều này ha. Vậy thì mình quay lại cái màn hình là mình đã đi được từ nhóm kỹ thuật qua nhóm nghiên cứu đến nhóm nghệ thuật và xuống nhóm xã hội. Vậy thì các em thấy qua 4 nhóm rồi các em đã có nhóm nào? Các em có 1 trong 4 nhóm đó hay 2 trong 4 nhóm đó hay chưa? Mình đi qua nhóm thứ 5 là nhóm quản lý, nhóm màu đỏ. Các em nhìn vào nhóm màu đỏ thì đặc tính của nhóm quản lý, họ có sự ưu tiên cho các hoạt động, đòi hỏi sự ảnh hưởng và chi phối lên người khác để đạt được các mục tiêu của tổ chức hoặc lợi ích kinh tế. Đây là nhóm rất thích làm việc với tiền bạc, đây là nhóm rất thích khởi nghiệp, đây là nhóm rất thích kinh doanh và thương mại. Và họ không có thiện cảm với các hoạt động quan sát tượng trưng và hệ thống. Các em sẽ thấy nhóm quản lý họ ngược lại hẳn với nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu họ tìm hiểu thật sâu, họ hiểu rất sâu một vấn đề gì đó để họ có thể thuyết phục người khác, vì họ thấy rằng cái kiến thức đó nó rất sâu. Nhưng nhóm quản lý thì ngược lại, họ chỉ cần biết vừa đủ, họ hiểu là họ có thể đi ra ngoài và thuyết phục người khác để có được một cái lợi ích cho tổ chức hoặc là lợi ích kinh tế. Thì các em nhìn ha, nhóm quản lý đối nghịch với nhóm nghiên cứu. Trừ khi một người có cả hai nhóm, còn nếu không, nếu chỉ có một trong hai nhóm này thì họ thông thường sẽ có những đặc tính ngược với nhau. Vậy mình đi tiếp qua nhóm nghiệp vụ là nhóm thứ 6, nhóm cuối cùng. Các em nhìn vào hình lục giác, mình tập trung vào nhóm nghiệp vụ. Thì nhóm này có sự ưu tiên cho các hoạt động đòi hỏi phải xử lý dữ liệu rõ ràng, có trật tự, có hệ thống. Nhóm này không có thiện cảm với các hoạt động mơ hồ, tự do hay là không hệ thống hóa. Mình nhìn lại cái mũi tên phía bên trái, mình sẽ thấy nhóm quản lý, họ làm việc với con người và họ làm việc với dữ liệu. Nhóm nghệ thuật làm việc với ý tưởng để thực hiện đưa sản phẩm đến với con người. Nhưng nhóm nghiệp vụ, họ làm việc rất nhiều với dữ liệu. Và do đó họ rất khó chịu với sự tự do của nhóm nghệ thuật. Họ muốn tất cả phải trong một hệ thống, họ muốn tất cả phải đi từ trên xuống dưới, trước ra sau. Thì ở trong phòng quay ngày hôm nay, chắc chắn là sẽ có những anh chị thuộc về nhóm nghiệp vụ. Vì nếu như không có họ, chúng ta rất khó có những chương trình tốt. Rất không có họ, mọi chuyện khó mà xảy ra đúng giờ. Nếu không có họ, có những chi tiết sẽ bị bỏ qua rất là nhiều. Do đó, ngày hôm nay trong phòng quay này có tất cả 6 nhóm ngồi ở đây. Và vì vậy mình nhìn lại cái hình lục giác để hiểu rằng nếu như tôi ngồi ở đây qua màn hình này nghe cô Phoenix nói chuyện, tôi tự hỏi rằng tôi đang có nhóm đặc tính nào đây? Tôi có nhóm kỹ thuật hay là nghiên cứu, nghệ thuật hay là xã hội, quản lý hay là nghiệp vụ? Hay là tôi có 2 nhóm đối nhau, hay là tôi có cả 3 nhóm gần nhau? Vậy thì cái bước đầu tiên để hiểu mình đó các em, là các em bắt đầu phải tự nhìn nhận và xác nhận xem những đặc tính của mình đang thuộc về nhóm nào. Và để tìm hiểu kỹ hơn thì cô sẽ đưa cho các em một kênh tài nguyên vào cuối cái slide 4-50 phút này. Thì tụi mình sẽ nhìn vào kênh đó để các em tự tìm hiểu mình như thế nào nha. Bây giờ cô đi tiếp qua slide kế tiếp.
Cô nói với các em là cô thích lý thuyết mật mã Holland vì nó được sinh ra và phát triển vào cuối thập niên 50. Nó được sử dụng rộng rãi toàn thế giới, nó được đưa vào rất nhiều trắc nghiệm và đã được sử dụng tại Việt Nam hơn 10 năm qua. Nhưng lý do chính nữa mà cô thích lý thuyết mật mã Holland là vì trong cái phần nghiên cứu của các thầy cô đi trước, họ nối được những nhóm đặc tính nghề này thẳng vào trong bản đồ thế giới nghề nghiệp. Và đây là một công trình nghiên cứu rất sâu các em ạ. Các em thử đoán xem những người này họ có nhóm nào. Chắc chắn là phải có nhóm nghiên cứu và sau đó là phải có nhóm nghiệp vụ. Vì họ làm việc rất nhiều với dữ liệu, họ thu thập dữ liệu từ rất nhiều, khoảng trên 10.000 người lao động, những người đang đi làm. Xong rồi họ phỏng vấn những người đó, họ thu thập dữ liệu, rồi họ dùng một cái cuốn từ điển nghề trên 1.000 tên công việc. Sau những nghiên cứu đó, họ đưa những cái nhóm ngành nghề này lên bản đồ thế giới nghề nghiệp và họ tương ứng với 6 nhóm Holland hồi nãy của mình. Đây là 6 nhóm Holland và đây là bản đồ thế giới nghề nghiệp. Vậy thì 6 nhóm Holland có tương tác với bản đồ thế giới nghề nghiệp. Các em sẽ thấy 6 cái màu ở trên bản đồ thế giới nghề nghiệp. Mình nhìn vào bản đồ thế giới nghề nghiệp, mình sẽ thấy 6 nhóm màu tương ứng với 6 nhóm Holland. Và mỗi nhóm màu như vậy chia ra thành 2 tam giác. Và trên bản đồ thế giới nghề nghiệp này có tất cả 26 chấm tượng trưng cho 26 nhóm ngành nghề nhỏ hơn. Nói là nhóm thôi nhưng mà một chấm như vậy có trên 100 công việc ở trong đó đó các em. Vậy thì khi mà người ta nghiên cứu, người ta dùng, người ta kéo những cái công việc nào mà nó có những đặc điểm gần gần giống nhau vào thành một cái chấm và người ta đo để đưa cái chấm đó lên trên bản đồ thế giới nghề nghiệp. Do đó bản đồ này tụi cô không đưa ra cho người sử dụng là học trò hay là sinh viên. Lý do là vì tụi em phải được đào tạo rất sâu ở trong ngành hướng nghiệp để hiểu về bản đồ này, nếu không rất là dễ bị hiểu lầm các em ha. Nhưng tụi cô đưa lên kênh Tài Nguyên danh sách 26 nhóm ngành nghề và họ đi theo chữ cái trùng hợp thôi, họ đi theo 26 chữ cái của Mỹ là A cho đến Z. Thì lát nữa vào cuối chương trình cô đưa trang này lên, các em vào các em xem 26 nhóm ngành nghề, các em sẽ hiểu rất rõ. Vậy thì ở đây trong lúc mà ngồi với các em như thế này thì cô dùng hình ảnh, mình tập trung vào bản đồ thế giới nghề nghiệp nè, mình nhìn vào đó để cô giải thích cho các em về bản đồ này. Bây giờ mình nhìn vào bản đồ, mình sẽ thấy ở trên cùng là dữ liệu, ở dưới là ý tưởng, bên phải là sự vật, bên trái là con người. Nó hơi khác với cái bản đồ Holland hồi nãy nên các em phải xoay nó một chút ở trong đầu. Lý do là vì thầy mà nghiên cứu bản đồ thế giới nghề nghiệp, ông bắt đầu bằng nhóm quản lý, trong khi người thầy mà nghiên cứu nhóm Holland, ông bắt đầu bằng nhóm kỹ thuật. Vậy ha, cô chỉ muốn giải thích tại vì ở đây có những nhóm nghiên cứu, họ sẽ nói tại sao cô lại để cái hình nó khác nhau như vậy. Vậy thì mình nhìn từ ngoài vào trong, các em sẽ thấy rằng là có những nhóm công việc mà đòi hỏi người lao động, họ làm việc rất nhiều với con người, bên tay trái. Có những nhóm công việc họ đòi hỏi người lao động làm việc rất nhiều với sự vật, máy móc, công cụ, dụng cụ, động vật, thiên nhiên, bên phải. Có những nhóm công việc mà họ đòi hỏi người lao động làm việc rất nhiều với dữ liệu là ở trên, màu đỏ và màu tím. Và còn lại có những nhóm công việc mà họ muốn chúng ta làm việc rất nhiều với ý tưởng, màu vàng và màu xanh da trời ở dưới. Vậy thì ở đây mình đi làm theo phương pháp loại trừ. Ví dụ như em thuộc vào nhóm màu tím là nhóm nghiệp vụ và em thuộc vào nhóm màu đỏ là nhóm quản lý, mà em lại chọn một công việc ngược lại với nhóm em chạy xuống dưới màu vàng và màu xanh, em đi làm kỹ sư, em đi làm người quay phim, em đi làm người thiết kế, em học kiến trúc, thì đó cô gọi là ngành sai hoặc là ngành chống chỉ định. Nhưng mà ngược lại, nếu như em thấy mình có đặc tính của nhóm màu xanh lá cây và em chọn những công việc mà làm tương ứng với nhóm đó, làm việc với con người như giáo viên, như nhà tư vấn, như những người làm việc trong các nhà hàng, dịch vụ, khách sạn, hoặc là những người làm việc với con người rất nhiều, thì em đang đi đúng hướng, em đang làm việc đúng ha. Vậy thì mình nhìn cái bản đồ thế giới nghề nghiệp này để mình nhớ một điều là chúng ta có thể làm phương pháp loại trừ. Nếu như chúng ta có những đặc tính của nhóm màu đỏ
thì chúng ta không nên chọn những cái công việc, ngành nghề mà nó ngược lại với nhóm đó. Vậy thì khi mà các em bắt đầu hiểu đặc tính của mình ở nhóm Holland, cô quay lại hình lục giác, thì các em nối nó vào bản đồ thế giới nghề nghiệp để các em không chọn sai ngành. Các em để ý dùm cô điều đó nha. Vậy thì mình đi từ ngoài vào trong thì mình bắt đầu đi xem nhóm, mình đi từ màu đỏ nha. Cái màu đỏ nó tương ứng với những nhóm ngành nghề trong quản trị và bán hàng các em ha. Thì ở đây mình rất dễ lầm giữa nhóm màu đỏ và màu tím nha các em. Nhóm màu tím thì tương ứng với công việc của nhóm vận hành kinh doanh. Rất nhiều học trò và cha mẹ lầm giữa hai nhóm ngành nghề này. Các em tưởng tượng nhóm ngành học bên quản trị và bán hàng là quản lý nè, marketing nè, nhân sự nè. Nhóm ngành nghề này làm việc với con người rất nhiều nha các em. Nhưng ngược lại, nhóm vận hành kinh doanh, nhóm màu tím cũng ở gần đó, cũng thuộc về nhóm ngành kinh doanh, nhưng họ hoàn toàn làm việc với dữ liệu và sự vật như ngành kế toán nè, như ngành ngân hàng nè, như ngành logistics là cung ứng. Các em thấy không? Cho nên màu đỏ và màu tím đều cùng trong một cái nhóm rất rộng là ngành thương mại và kinh tế. Nhưng thật ra bên màu đỏ thì làm việc với con người rất nhiều, bên màu tím thì làm việc với dữ liệu rất nhiều. Các em để ý dùm cô điều này nha. Mình đi xuống sự vật là nhóm màu xám. Nhóm này khó để mà lầm lắm, tại vì tất cả những công việc ở trong nhóm ngành nghề này hoàn toàn thuộc về kỹ thuật. Kỹ thuật ở đây làm việc với máy móc, làm việc với đồ vật, làm việc với thiên nhiên, rất nhiều các em ha. Khi các em vào 26 nhóm ngành nghề, danh mục mà cô để trên kênh Tài Nguyên, các em sẽ đọc được những ví dụ của mỗi nhóm ngành nghề. Còn ở đây cô chỉ nói rất nhanh, lướt qua. Mình qua bên cái nhóm màu xanh da trời là nhóm nghiên cứu các em ha. Thì nhóm nghiên cứu thuộc về khoa học và công nghệ. Tất cả những công việc thuộc về nhóm khoa học và công nghệ thì ở trong cái nhóm màu xanh da trời này là nhóm nghiên cứu. Làm việc với ý tưởng, làm việc với sự vật. Bên cạnh đó là nhóm màu vàng. Tất cả những công việc trong nhóm này là thuộc về nghệ thuật. Ở đây có nhóm ngành biểu diễn, ở đây có nhóm ngành thị giác, ở đây có nhóm ngành viết và nói. Các em ha. Rồi mình đi lên cái nhóm cuối cùng trong bản đồ thế giới nghề nghiệp là nhóm màu xanh xanh lá cây. Tất cả những công việc thuộc về dịch vụ xã hội nó sẽ nằm ở đây, làm việc với con người hoàn toàn. Các em để ý về giáo dục, về tâm lý, về customer service là dịch vụ làm việc với con người, vân vân. Vậy thì ngày hôm nay mình đang ngồi trong studio của Văn Lang. Các em đến đây vì các em ở trong cộng đồng của Đại học Văn Lang. Các em muốn bước chân vào ngôi trường xinh đẹp này có bài hát rất là hào hùng mà mình nghe ban đầu. Vậy thì khi mà mình nhìn vào Văn Lang, mình hãy xem một số ngành tương ứng nó như thế nào. Cô với các em cùng nhìn ha. Thì khi mà mình nhìn vào cái bản đồ, mình quay lại Holland, thì mình nhìn từ nhóm đầu tiên là nhóm kỹ thuật làm việc với xã hội, làm việc với sự vật, xin lỗi cô lộn. Và ở đây là nhóm kỹ thuật. Thì ví dụ trong ngành này ở Văn Lang có nhóm ngành bên kỹ thuật. Có kỹ thuật nhiệt, có công nghệ sinh học, có công nghệ kỹ thuật môi trường, có công nghệ ô tô. Ở đây cô để cái ngành ví dụ là kỹ thuật nhiệt vì cô rất thích ngành này. Ông xã của cô làm ở bên ngành kỹ thuật, anh ấy làm ở bên Material Engineering là kỹ sư về vật liệu. Thì khi cô ngồi xuống cô hỏi anh ấy là ngành kỹ thuật nhiệt là học cái gì, làm cái gì, và anh ấy kể cô nghe thì cô thấy rất là thú vị. Và các em cô nhận được một vài câu hỏi từ các học trò cấp 3 gửi về cho trường Văn Lang là nữ có học được ngành này hay không. Hoàn toàn có các em nha. Mình đừng có nghĩ rằng là ngành kỹ thuật thì nữ không học được. Nữ học được và rất được ưu ái. Nếu các em đi ra những công ty thiên về công nghệ và kỹ thuật như là công ty Bosch, công ty Intel, các em gặp những anh chị ở cái tầng về quản lý cao, họ sẽ nói rằng là họ rất mong thu hút được sinh viên nữ học ngành kỹ thuật về làm với công ty của họ. Lý do là vì những giới tính khác nhau, có những cái nhìn khác nhau và làm việc khác nhau và làm cho cái công việc đội ngũ nó tốt hơn. Do đó cô nhân dịp này trả lời cho các bạn mà đã hỏi những câu hỏi trước với cô là ngành kỹ thuật nữ đều học tốt như nam. Với điều kiện là em có đặc tính nghề trong đó không? Em có thích không? Em có khả năng và năng lực học tập như là trong Ikigai nói để em học được hay không? Nha.
mình qua nhóm nghiên cứu. Thì nhóm ngành nghiên cứu ở trường Đại học Văn Lang mình có nhóm ngành công nghệ thông tin, dược học, tâm lý học, tài chính ngân hàng, vân vân và vân vân. Ở đây cô để dược học làm ví dụ cho tụi mình nha các em. Rồi, cô xuống nhóm ngành nghệ thuật. Cô rất là thích nhóm ngành nghệ thuật của trường Đại học Văn Lang vì nó khá là vừa đa dạng mà lại vừa đi sâu. Ở đây một vài ví dụ mình có là văn học ứng dụng, kiến trúc và thiết kế công nghiệp. Cả ba ngành này cô đều thích, đặc biệt là văn học ứng dụng. Có rất nhiều câu hỏi hỏi, ủa chứ học văn học ra để làm gì? Nhưng mà thiệt ra các em có biết không, là những nghiên cứu của Mỹ và Úc thời gian gần đây, họ nói rằng là các ngành như văn học ứng dụng, những người mà học ngành đó ra đi làm thì khá là thành công. Vì họ hiểu được hiệu quả của ngôn ngữ, biết cách diễn đạt ý tưởng của mình, họ có thể giao tiếp với người khác rất tốt, họ làm việc đội nhóm rất tốt. Do đó khi học văn học ứng dụng ra, các em có rất nhiều công việc ở bên ngoài. Các em có thể tìm hiểu thêm trên trang tuyển sinh của Văn Lang để biết những công việc ứng dụng cho văn học ứng dụng. Ở đây cô để thiết kế công nghiệp vào làm ví dụ cho nhóm ngành học nghệ thuật của trường Đại học Văn Lang. Mình đi xuống xã hội. Xã hội là nhóm cô rất là yêu quý vì cô thuộc về nhóm này. Ở đây có công việc của nhóm ngành học điều dưỡng, ngành học đông phương học. Trong nhóm xã hội các em ha. Rồi, mình đi qua bên nhóm màu đỏ, nhóm quản lý. Vậy thì ở Đại học Văn Lang có quan hệ công chúng nè. Tất cả các ngành kinh doanh thương mại gồm logistics, marketing, thương mại quốc tế, vân vân, đều thuộc về nhóm quản lý. Và cuối cùng là nhóm màu tím, nhóm nghiệp vụ. Ở đây có những ví dụ của kế toán, quản trị khách sạn và quản trị du lịch và lữ hành. Các em để ý dùm cô là rất nhiều bạn học trò gửi thư riêng cho cô cũng như gửi thư cho trường Đại học Văn Lang, hỏi rằng là vậy thì em phải như thế nào em mới học được cái ngành quản trị khách sạn và dịch vụ du lịch và lữ hành. Thật ra rất nhiều người tưởng rằng là khi học ngành này chỉ cần ăn nói tốt, kinh doanh tốt là học được. Nhưng mà có một điều rất quan trọng là nhóm này rất cần đặc tính nghề của nhóm nghiệp vụ. Các em tưởng tượng khi quản trị một khách sạn, đặc biệt trong thời coronavirus đúng không? Các em phải biết quản lý buồng phòng, các em phải biết bao nhiêu khách vào, giấy tờ của họ ra sao, bao nhiêu khách ra, thời gian nào họ check in, thời gian nào họ check out, những cái cuộc tour du lịch tới thì phải làm như thế nào. Tất cả những điều đó cần chi tiết đến từng giây và từng chi tiết nhỏ một. Cho nên nếu như các em không có những đặc tính của nhóm nghiệp vụ hoặc không sẵn lòng được đào tạo để làm việc có rất nhiều kỹ năng của nhóm nghiệp vụ thì khi học ngành này các em sẽ rất khó khăn. Cô qua cái slide kế tiếp. Khi cô làm việc với các anh chị của phòng tuyển sinh và phòng hướng nghiệp của trường Đại học Văn Lang thì cô hỏi họ là những trải nghiệm thú vị nhất của các bạn khi làm việc với học sinh cấp 3 là gì? Họ kể với cô nghe là trường có những ngành học chất lượng rất tốt và khi ra trường một cái là được công ty bốc đi làm ngay. Nhưng họ rất khó để tuyển sinh vào những ngành này. Mặc dù là bên doanh nghiệp, các em phải nhớ nha, trường đại học với lại các doanh nghiệp đi chung với nhau, họ làm việc rất là chặt chẽ. Ví dụ sẽ có những công ty rất nhiều ngành nói rằng là đến với các trường đại học và nói tôi cần sinh viên học ra ngành này, chúng tôi cần nhân lực trong ngành này. Do đó có rất nhiều ngành mặc dù tuyển sinh khó khăn nhưng một số trường đại học, ví dụ như trường Đại học Văn Lang mà mình đang ngồi ở đây, vẫn giữ. Lý do là tại vì xã hội đang cần, nguồn nhân lực đang cần các em ạ. Vậy thì khi mà các anh chị trong phòng tuyển sinh và hướng nghiệp đi đến các trường và làm việc thì họ nói là có những ngành mà rất tốt, đào tạo rất hay, học rất vui nhưng mà tụi em không tuyển sinh được, mặc dù là các em ra trường một cái là có việc làm liền. Thì Phoenix hỏi tại sao các em không tuyển sinh được thì họ nói rằng là Phoenix biết không, là các em hay hiểu lầm. Các em đọc tên ngành là các em hiểu lầm. Các em mới đọc sơ sơ thì cha mẹ các em lại sợ các em học cực quá hoặc là khó hiểu. Nên các em rất dễ bị những cái thông tin trên mạng xã hội kéo thu hút các em đi những cái ngành khác. Vậy thì ở đây cô gửi cho các em hai thí dụ mà cô thấy rất là thú vị. Thí dụ đầu tiên là ngành thiết kế công nghiệp. Các em có biết ngành thiết kế công nghiệp hiện nay ở Mỹ đang là ngành rất được đòi hỏi cao. Ở Việt Nam cũng vậy. Và ngành này đòi hỏi người học có 3 nhóm. Đầu tiên là nghệ thuật, thứ hai là quản lý và thứ ba là kỹ thuật.
Và đặc biệt là ngành này rất là thú vị. Cô có một người bạn, người bạn cũ đang ở Mỹ. Hồi xưa anh ấy học ngành thiết kế công nghiệp. Và khi cô hỏi anh ấy là học cái đó anh ấy thích nhất điều gì, thì anh ấy nói là anh ấy thích nhất là khi đi vào siêu thị, những cái nơi mà họ bán nước hoa và đồ trang điểm, anh ấy luôn ngừng lại để xem là cái hãng nào đang có mẫu mã đẹp nhất. Và anh ấy nói đó là một phần của ngành thiết kế công nghiệp. Tức là mình thiết kế làm sao cho cái mẫu mã của những sản phẩm người tiêu dùng họ dùng hàng ngày, họ thấy hàng ngày nó đẹp, nó bắt mắt để người ta muốn mua. Nhưng mà chỉ không chỉ vậy đâu em. Ví dụ như ngành hàng của Việt Nam mình khi xuất khẩu rất là khó khăn, ở chỗ là có những món ăn của mình rất ngon các em, nhưng khi đưa vào mẫu mã thì khó sử dụng quá. Cô cho ví dụ, cô rất là thích nước mắm của vùng Phú Yên. Và cô được người nhà tặng cho một chai nước mắm vùng Phú Yên. Nhưng khi tụi cô mở ra thì nước mắm, hoặc là mở không đúng là nó bay tung tóe, còn không là không thể nào mở ra được. Thì cái đó nó thuộc về thiết kế công nghiệp, là sản phẩm em làm nó ở trong một cái chai như thế nào, khi em mở ra dùng nó có dễ không, để lâu được không. Tất cả những cái đó thuộc về thiết kế công nghiệp. Nhưng khi nghe tên thiết kế công nghiệp thì rất nhiều bạn thích nghệ thuật, nó em không thích đâu, em không thích làm việc với ngành công nghiệp. Nên ở đây cái lời chia sẻ của cô với các bạn là 20% tụi cô đưa ra thông tin đó, 80% còn lại các em làm gì? Các em ơi, đi tìm thông tin, coi những cái clip. YouTuber Việt Nam rất vui, YouTuber nước ngoài rất hay, họ nói về những ngành nghề khác nhau, đọc những bài đọc để biết rằng à, ngành này người ta làm cái gì vậy, nó liên quan tới đời sống hàng ngày như thế nào, nó có thích thú hay không, nó có gợi lên mình một sự tò mò nào hay không. Cô đề nghị các em, tiếng Anh có cái câu là don't judge the book by its cover. Đừng có nhìn cuốn sách mà đánh giá nội dung. Thì mình đừng có nhìn tên ngành để mình đánh giá cái ngành học này. Mình hãy đi vào tìm tòi xem ngành này dạy gì vậy, ai sẽ là người dạy, dạy xong thực tập ở đâu, làm công việc như thế nào. 80% còn lại các em nhớ làm công việc này nha. Rồi ngành thứ hai mà cô thấy khá là thú vị là cô đã ngồi hỏi ông xã cô á, là ngành kỹ thuật nhiệt. Thì ngành kỹ thuật nhiệt là ngành trên cái trang tài nguyên của Mỹ, của Bộ Lao động Mỹ, cái ngành kỹ thuật nhiệt hiện tại đang được cái hình mặt trời sáng lên, bright, tức là nó đang được nhu cầu rất mạnh ở thời hiện đại. Và ngành này đang có tương lai sáng lạng tại Việt Nam nữa. Trong ngành này thì đòi người học phải có 3 nhóm nè, kỹ thuật nè, nghiên cứu nè và nghiệp vụ. Thì các em cứ tưởng tượng khi các em vào thị trường lao động nè, họ sẽ làm ở các mảng nhiệt nóng hay là nhiệt lạnh. Bây giờ mình vào trong một căn phòng, mình vào trong một siêu thị, mình vào những tòa building, thì máy lạnh như thế nào, chỉnh sửa ra sao, lúc bị hư ai sửa như thế nào, thuộc về nhóm này. Nhưng đó chỉ là một ví dụ điển hình thôi. Các em chịu khó lên trang tuyển sinh của Văn Lang để đọc thêm. Lát cô sẽ giới thiệu trang tuyển sinh cho các em. Vậy thì trong cái slide này cô muốn nói làm sao? Cả nhà ơi, mình đi qua 3 cái slide đúng không? Mình đi về nhóm Holland, mình nhìn qua bản đồ thế giới nghề nghiệp, mình nhìn tới 6 nhóm và những ngành học ứng dụng. Và ở đây cô cho ví dụ về 2 ngành học mà rất dễ bị hiểu lầm tại Đại học Văn Lang. Nhưng ở đây cô cũng muốn dùng cơ hội này để chia sẻ với các em là một ngành học hay một công việc nó đòi hỏi một người có những cái nhóm đặc tính nghề khác nhau. Kỹ thuật nhiệt họ đòi kỹ thuật, nghiên cứu và nghiệp vụ. Rồi, thiết kế công nghiệp họ đòi mỹ thuật, ngành nghệ, nhóm nghệ thuật, nhóm quản lý và nhóm kỹ thuật. Vậy thì khi các em bắt đầu hiểu về bản thân mình và các em nối nó vào một công việc nào đó hoặc là ngành học nào đó mà các em bắt đầu thích, thì câu hỏi các em tự đặt ra là cái nhóm đặc tính nào cần nhất trong ngành học này, mình có nó hay không? Cái nhóm đặc tính nào cần nhì và cần ba trong ngành học này, mình có nó hay không? Nếu mình chưa có mà mình rất thích ngành này, vậy thì mình có thể trau dồi và rèn luyện nó hay không? Cô cho ví dụ, có một người có nhóm quản lý và xã hội, họ rất thích ngành quản trị du lịch và khách sạn. Họ yếu về nhóm nghiệp vụ nhưng họ quá thích ngành này đi, họ nói tôi sẽ học để tôi đào tạo bản thân tôi có được những đặc tính mà người nghiệp vụ cần có. Vẫn được. Vậy thì ở đây có cái lý thuyết bên hướng nghiệp, cô dịch từ tiếng Anh là nurture by nature, có nghĩa rằng mình nên tự hiểu cái tự nhiên, cái đặc tính tự nhiên của mình, sở thích tự nhiên của mình, năng khiếu tự nhiên của mình. Nhưng mà trong cái hành trình tôi lớn lên, tôi đi tìm hiểu và chọn ngành, tôi có quyền bắt đầu tìm
và hiểu và thích những cái mà trước đây tôi chưa có. Vậy thì khi tôi lớn lên, tôi gặp ai, tôi tiếp xúc với người như thế nào, ba mẹ tôi, ông bà tôi, trường học của tôi, những anh chị tôi gặp ngoài đời tôi rất thích, có thể họ sẽ ảnh hưởng vào quyết định chọn ngành và chọn nghề của tôi. Vậy thì lúc đó tôi làm gì? Tôi theo thiên hướng tự nhiên của tôi hay là tôi theo những sự ảnh hưởng xung quanh? Đó là 80% quyết 80% cuộc hành trình mà cô nói là cô đưa các em 20%, các em làm 80% còn lại. Nghĩa là làm sao các em? Có nghĩa rằng là trong cuộc đời mình khi mình lớn lên, có những nhóm đặc tính nghề của mình nó bị ẩn giấu, nó chưa hề xuất hiện. Và trong hành trình khi mà mình lớn lên, mình tương tác, mình gặp ai đó, có thể nó sẽ được lôi ra và nó sẽ xuất hiện. Vậy thì nếu như ngày hôm nay các em ngồi với cô, các em nói em có hai nhóm, xã hội và nghiên cứu. Tuần sau các em ngồi xuống, các em làm lại cái trách nhiệm, em nói ủa sao em lại có thêm nhóm nghệ thuật. Năm sau khi em vào học Văn Lang, em vào một ngành học rồi, em tới em nói với thầy cô, tại sao bây giờ em lại thấy em có nhóm quản lý. Thì em đừng bị bối rối và đừng sợ. Tại vì đó là điều bình thường trong cuộc sống này. Hành trình hướng nghiệp là một hành trình mà cứ mình bước thêm một bước thì mình có thể hiểu thêm một điều khác về bản thân mình. Cho nên cứ mỗi ngày mình sẽ học thêm về mình. Vậy thì cô ngừng ở đây một chút xíu. Cô nhìn lại thời gian xem là mình có đang đúng hay không. Cô muốn các em hít thật sâu với cô. Thở ra thật chậm. Cô muốn các em lắng đọng 10 giây với cô. Và các em hãy nhớ một điều mà nãy giờ trong khoảng 40 phút qua cô đã chia sẻ với các em. Các em nhớ được điều gì nhất nè? Các em nhớ về nhóm Holland của mình, hay là các em nhớ về bản đồ thế giới nghề nghiệp, hay các em nhớ về một ngành học của Văn Lang, hay là các em nhớ về việc hướng nghiệp là một hành trình? Rồi, cảm ơn các em rất nhiều. Vậy thì khi cô hết slide, cô sẽ chuyển qua cái màn hình để mình vào trang tài nguyên ha. Nhưng mà ở đây cái viên gạch đầu tiên mà cô đưa đến các em, 20% thông tin nãy giờ, nó chỉ là viên gạch đầu. Các em phải tìm tòi, các em phải hiểu, các em phải suy ngẫm, các em phải đặt câu hỏi, các em phải bối rối. Đó là 80% còn lại. Viên gạch thứ nhì là thông tin bên trang tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang. Trước khi bước chân vào một trường, mình nên tìm hiểu xem ở đó dạy gì vậy. Các anh chị ở đó có dễ thương không? Các em đến trường thăm đi, tới gặp các thầy cô, các anh chị, những nhân viên ở ngoài, những nhân viên ở trong để hiểu hơn về văn hóa của trường. Các em biết về văn hóa của trường, các em thích văn hóa của trường, các em sẽ ở lại trường rất là hạnh phúc. Vậy thì như cô nói hồi nãy, cô chỉ mới đưa 20% cho các em. Vậy thì cái hình này nó là một ẩn dụ của việc hướng nghiệp, nó là một hành trình mà nãy giờ cô nhắc đi nhắc lại. Vậy thì hành trình của ngày hôm nay và hành trình của ngày mai nó có thể khác đi. Hành trình của năm này và hành trình của 5 năm nữa có thể khác đi. Các anh chị trong phòng quay ngày hôm nay đang quay phim, cô đang ngồi trên máy, có thể 5 năm nữa các anh chị quyết định chuyển qua đi dạy. Các anh chị sẽ dạy chương trình về quay phim, các anh chị sẽ dạy chương trình về thiết kế, mình không biết được. Các anh chị sẽ chuyển từ nhóm kỹ thuật chạy qua nhóm xã hội, mình cũng không biết được. Vậy thì ai là người quyết định hành trình này như thế nào? Nó là các em. Cái việc mà các em hiểu được mình ngày hôm nay, mô hình này cô sẽ cho các em thấy, hiểu được bản thân, hiểu được thế giới nghề nghiệp và hiểu được những ảnh hưởng mà mình chịu ngày hôm nay. Nó là 3 bước hiểu. Sau khi các em xong được 3 bước hiểu, các em qua 4 bước hành động là các em xác định mục tiêu. Mục tiêu của tôi là 5 năm nữa tôi ra trường, tôi sẽ làm trong lĩnh vực này. Các em ra quyết định, vậy thì tôi sẽ học ngành này tại trường này. Các em làm hành động, tôi sẽ nộp đơn vào trường này, tôi sẽ đi nói chuyện với ba mẹ, đầu tư cho tôi tiền bạc. Chiêm nghiệm và xem lại là bước cuối cùng và quan trọng nhất. Trong lúc các em ra quyết định, tìm hiểu và hành động, các em có thay đổi không? Trong lúc các em đi phỏng vấn những người đã học ngành này ở trường này một nơi nào đó, các em có đổi ý không? Có thể xong các em quyết định thôi con muốn đi du học. Có thể sau khi quyết định đi du học thôi con muốn ở Việt Nam, con thấy an toàn hơn. Thì cái phần chiêm nghiệm nó rất quan trọng, vì nếu khi em chiêm nghiệm và em muốn thay đổi, em quay ngược lại 3 bước hiểu mình,
hiểu nghề và hiểu những ảnh hưởng xung quanh mình. Thì nó giống như là một hành trình xoáy ốc. Nó đi như vậy nè các em. Đến một lúc nào đó, mình quay ngược lại mình hỏi về chứ tôi là ai? Tôi đang làm gì vậy? Vậy thì đến cái lúc này còn 5 phút với nhau thì cô muốn thuyết phục các em. Cô muốn thuyết phục các em thế hệ 2000 về sau là các em ơi, chứ các em muốn trở thành một người như thế nào trong tương lai? Các em ơi, các em muốn quyết định cuộc đời mình hay là các em muốn người khác quyết định dùng? Các em muốn tự lo cho mình về tài chính, ra những quyết định đi du lịch ở đâu, sống như thế nào? Hay các em muốn dựa dẫm vào những người khác? Các em muốn được làm một công việc mà các em rất yêu quý, các em rất hạnh phúc mỗi ngày, các em thấy mình đang đóng góp cho xã hội, các em hãnh diện với đồng nghiệp vì mình rất là tự tin? Hay là các em làm trong một công việc mà các em thấy chán, chỉ muốn nhìn giờ để về và không có mong tới ngày thứ hai để đi làm lại? Vậy thì cái cuộc hành trình về phát triển nghề nghiệp giống như hai đêm trước mà anh Huỳnh Công Thắng đã nói qua cái mô hình Ikigai. Mình quay lại mô hình Ikigai các em nha. À, cô chạy quá rồi. Các em nhìn lại mô hình Ikigai, mình nhìn tập trung vào mô hình này, các em sẽ thấy ở bên trong. Vậy thì để có được việc là tôi có làm được công việc tôi thích không? Tôi có làm được công việc tôi giỏi không? Xã hội có đang cần tôi hay không? Và tôi có được trả tiền, trả công cho công việc xứng đáng với sức tôi bỏ ra hay không? Thì nó là một mô hình rất là cân bằng của hướng nghiệp. Nhưng cái câu hỏi sâu nhất ở bên trong mà tất cả các lý thuyết hướng nghiệp đều hướng về đó là giá trị của em là gì? Khi em làm công việc này, em muốn đem điều gì lại cho xã hội? Khi em làm công việc này, em thấy hãnh diện điều gì nhất về mình? Trong những thời kỳ khủng hoảng như thời kỳ hiện tại, khi mọi sự đều rất hỗn loạn, ngày hôm nay mình không biết được ngày mai mình có được ra ngoài đường gặp nhau tổ chức sự kiện hay không. Ngày hôm nay mình cũng không biết khi nào mình sẽ thi đại học và bước chân vào trường như thế nào. Thì càng phải quay về cái câu hỏi ở bên trong, vậy thì ý nghĩa của cuộc sống em là gì? Công việc em làm, em muốn nó đem lại lợi ích gì cho mình và cho xã hội? Và sau này, khi em đứng trên bục giảng, khi em ngồi quay phim, khi em ngồi làm việc, khi em làm kế toán cho một công ty nào đó, em có vui với công việc mình làm hay không? Cô muốn em nhớ rằng là hướng nghiệp nó là một cuộc hành trình. Và cô muốn hỏi, hành trình này em muốn tự đi hay em muốn người khác cõng mình? Hành trình này em muốn tự quyết định hay em muốn người khác quyết cho mình? Và đó sẽ là câu kết của buổi trò chuyện của cô với các em ngày hôm nay. À, cô ngừng ở đây tạm thời để mình chuyển qua phần tương tác và trả lời câu hỏi. Cô mong là các em sẽ đặt cho cô thật nhiều câu hỏi để cô chia sẻ và tương tác với các em. Chào các em, cô rất vui được gặp lại cộng đồng học sinh của trường Đại học Văn Lang. À, khi mà tụi cô nghỉ khoảng 1-2 phút vừa rồi á, thì cô ra uống nước thì được tin là trong 50 phút vừa rồi các em duy trì rất tốt ở trên mạng. Các em đặt câu hỏi rất nhiều, các em ngồi lắng nghe cô rất lâu. Và cô rất là hạnh diện và hạnh phúc tại vì thực sự ra để có thể tương tác qua một màn hình như thế này mà không bị mất sự chú ý trong 10-15 phút thì cô nghĩ là tụi mình nên cảm ơn nhau. Cô rất là biết ơn sự hiện diện của các em ngày hôm nay. Và cô xin giới thiệu đến các em cái trang chủ của Hướng nghiệp Sông An, là nơi cô hiện tại làm việc. Thì tụi mình nhìn vào kênh này, ở đây tụi cô làm một cái dự án kênh tài nguyên. Thì trong kênh tài nguyên này, đây là một dự án không vì lợi nhuận và cô được rất nhiều các anh chị ở bên doanh nghiệp, giáo dục và những lĩnh vực khác nhau họ giúp để hoàn thành trang này. Thì phần đầu tiên cô muốn giới thiệu là các em có thể vào bên trách nhiệm để các em tìm hiểu lại xem về bản thân mình, để tìm hiểu mình là ai. Sau đó các em vào trang hiểu mình, các em bấm vào hiểu mình. Thì trong hiểu mình này tụi cô có một bộ tranh của các nhóm Holland. Các em vào đây và xem, những ai không thích đọc chữ mà chỉ thích nhìn tranh thì vào đây. Cô có viết các bài về nhóm Holland theo cặp, và những cái cặp, đặc biệt là những cặp đối nhau các em nên đọc, tại vì có sự mâu thuẫn bên trong nhiều lắm.
Cô có những cái bài riêng của từng nhóm và cô có bộ tranh dưới đây ha. Cô cũng xin giới thiệu là các em có thể vào trong hiểu ngành học và các em đọc cái bài các bước chọn ngành và chọn trường. Cô và thầy Kiều Trí Hòa viết một phiên bản ngắn, tụi cô chưa ra phiên bản dài, phiên bản dài thì dài hơn phần này. Và trong cái phiên bản ngắn này, tụi cô đưa ra từng bước rất là chi tiết. Và trường Đại học Văn Lang rất là dễ thương. Họ nói rằng là chị Phoenix ơi, khi chị tới đây, chị không cần phải nói là các em chỉ có được học trường tụi em thôi. Chị chỉ chia sẻ làm sao mà cho tất cả các bạn trên toàn quốc họ có thể học và hiểu về hướng nghiệp, để họ chọn trường nào cũng được, họ chọn nơi nào cũng được, tụi em không có ngại. Nên cái bài viết này là một bài viết hoàn toàn không vì lợi nhuận. Các em có thể theo từng bước nè, để tìm hiểu bản thân nè. Các em có thể theo bước này để tìm hiểu về thị trường đào tạo nè. Các em có thể theo bước cuối cùng để tìm hiểu về thị trường lao động nè. Sau đó các em tìm hiểu để điền nguyện vọng vào hồ sơ trường ở Trung học Phổ thông Quốc gia, hoặc là những cái cuộc thi khác. Thì trong bài viết này tụi cô viết rất là chi tiết, và tụi cô có luôn cái biểu mẫu của thầy Kiều Trí Hòa làm cho tụi em. Thì trong biểu mẫu này rất là dễ hiểu, và các em nhớ là 20% tụi cô đưa, 80% các em làm, nhớ nha. Và cuối cùng là các em vào trang chủ của trường Đại học Văn Lang. Thì ở đây các em thuộc về cộng đồng Văn Lang, chắc là các em hiểu rất rõ trang này rồi. Ở đây các em có thể vào cái phần gửi tin nhắn để gửi câu hỏi cho các anh chị bên phòng tuyển sinh và hướng nghiệp, cho các thầy cô bên phòng tuyển sinh và hướng nghiệp. Các em có thể xuống đây để đọc và xem biết thêm về những ngành cô nói. Và đặc biệt là các em nên vào những cái trang khác nhau để các em tìm hiểu về ngành học này và về những cái công việc này sau khi ra trường sẽ làm gì. Và bây giờ cô ngừng nói ở đây để trả lời câu hỏi, và mình sẽ quay lại với chị Phương và cô sẽ cùng nhau ngồi trả lời các em ngày hôm nay nha. Dạ, em cảm ơn cô rất nhiều về bài chia sẻ hôm nay. Thực sự là ở trên livestream không chỉ là các bạn giữ tương tác rất là lâu, mà các bạn còn comment những cái em đọc là rất là nhiều cái là giọng cô hay quá, cô giảng bài hay quá. Dạ. Rồi có em thấy bài giảng này là không chỉ là cho các bạn học sinh mà cả các bạn sinh viên cũng rất là cần thiết. Tại vì bằng chứng là các bạn sinh viên đang học online, tại vì trường em là tổ chức online trong mùa dịch á, thì các bạn nói trời đang học online đi vào fanpage trường cái ngồi luôn trong đó quên mất cái giờ học của mình luôn. Vâng. Rồi các bạn lưu lại bài giảng để sau này nghe lại. Thì em rất là cảm ơn cô về bài giảng hôm nay. Dạ. Về các câu hỏi của các bạn á, thì em thấy các bạn hỏi rất là tập trung, tại vì hầu như các bạn đều đã làm trắc nghiệm hôn lên thì các bạn mới đặt câu hỏi trong này ạ. Thì về ngành kỹ thuật nhiệt á, em thấy có một bạn hỏi, chắc là nghe cô chia sẻ hơi kỹ về ngành này đó. Thì bạn làm trắc nghiệm bạn Hoàng Phát, thì bạn làm thuộc nhóm 1 kỹ thuật là bạn được 14 điểm là cao nhất. Vâng. Và nhóm xã hội là được 13 điểm. Đó là hai nhóm cao nhất. Vâng. Thì bạn nói là nó rất là phù hợp với bạn, tại vì bạn yêu thích nhóm ngành kỹ thuật. Và bạn cũng có vẻ học nó khá là tốt. Bạn có xu hướng là thích giao tiếp, mở rộng quan hệ theo hướng hướng xã hội, gặp gỡ mọi người. Thì tuy nhiên thì nếu mà bạn học kỹ thuật nhiệt đó thì nó lại liên quan nhiều đến công trường, bạn vẽ xây dựng máy móc, thì làm sao bạn có thể phát huy được cái mà xu hướng xã hội của mình để phát huy cả sở trường vừa kỹ thuật xã hội ạ? Hay quá, câu hỏi này rất hay. Cô xin phép được kể một câu chuyện khá là cá nhân. Và thường là cô không có ngại kể chuyện cá nhân, nhưng mà cô muốn cả nhà đừng có hiểu lầm là cô cứ đưa chuyện nhà mình ra kể. Nhưng thiệt ra khi mà cô gặp và yêu ông xã của mình á, thì cô mới thấy ngạc nhiên là, tại vì cô nhóm xã hội không mà cô không hề có nhóm kỹ thuật. Mấy đứa biết là khi cô học để sử dụng máy như ngày hôm nay nè, để cô làm những cái gì tương tác với điện thoại, là con trai và ông xã cô rất bực mình tại vì rất chậm. Thì khi mà cô sống chung và quan sát thì cô thấy ông xã cô có hai nhóm ngược nhau, đó là kỹ thuật và xã hội. Và thời gian đầu khi anh ấy làm trong phòng R&D của công ty Bosch á, thì anh ấy rất khó chịu, là tại vì cứ phải ngồi ở bàn và phải làm việc rất nhiều trên máy, và anh ấy thuộc loại người là cứ phải đi đây đi đó nói chuyện và tương tác với người ta. Thì trong cái hành trình mà quan sát anh ấy và rất nhiều người bạn của cô trong nhóm kỹ thuật, thì cô thấy là nếu như nhóm kỹ thuật làm trong ngành kỹ thuật mà có thêm nhóm xã hội thì họ có rất nhiều cái điểm lợi cho họ, điểm tốt cho họ. Ví dụ như khi họ làm việc nhóm, đặc biệt thời bây giờ các em biết công ty ở Việt Nam kỹ thuật làm việc nhóm đa quốc gia, là họp với Hà Lan, họp với Đức, họp với Cộng hòa Séc, họp với lại Nhật, họp với Thái Lan vân vân, thì cái khả năng xã hội giúp cho người ta tương tác rất tốt trong những buổi họp này. Họ làm việc nhóm rất tuyệt vời. Cái thứ hai, sau này khi mà họ muốn đi lên những vị trí như là team lead,
Ví dụ vậy, họ muốn lên những cái vị trí cao hơn thì khi cô gặp những người quản lý cấp cao của các công ty công nghệ và kỹ thuật thì thông thường họ sẽ có thêm nhóm quản lý và xã hội. Thì các em để ý rằng là bên ngành kỹ thuật thuần túy mà không có nhóm xã hội rất khó để làm việc nhóm, rất khó để làm việc đa quốc gia, rất khó để làm việc với các phòng ban khác. Và mình phải tự hiểu rằng là ví dụ bây giờ ra kỹ thuật nhiệt đi, các em nếu có thêm nhóm xã hội, các em có thể làm ở những nơi mà tương tác với khách hàng rất nhiều để các em giúp cho họ giải quyết vấn đề trong công ty các em chẳng hạn. Thì cái phần kỹ thuật đi thêm với phần xã hội nó có rất là nhiều điểm tốt và có lợi cho bản thân. Thì đó là cái chia sẻ vừa cá nhân mà vừa chuyên môn của cô về hai nhóm này. Dạ, em cảm ơn cô. Có một câu hỏi khác của bạn Thúy Hà là bạn đã làm trắc nghiệm và bạn thấy các bạn khác thì điểm thường có hai nhóm điểm gần gần như nhau, nhưng mà riêng bạn đó thì bạn chỉ được một nhóm là cao nhất thôi, đó là nhóm xã hội, còn lại các điểm khác đều rất là thấp, chỉ có 8 điểm thôi. Thì bạn hỏi bạn là muốn học ngành du lịch, thì nếu chỉ có một nhóm cao như vậy thì có phải là khả năng của bạn chỉ có thể tập trung vào nhóm đó, hay là do là bạn chưa khám phá được hết năng lực của mình? Câu hỏi hay quá, cô cảm ơn Hà. Câu hỏi Hà hay quá Hà. Vậy thì Hà ơi, ở đây rõ ràng là 6 nhóm đặc tính Holland đó Hà, tức là từ nhỏ đến lớn mình phải có cơ hội được trải nghiệm, mình phải có cơ hội được tương tác thì mình mới hiểu về cái nhóm đó nhiều hơn. Ở đây có vẻ như trong lúc mà Hà lớn lên và đi học, đi gặp bạn bè xung quanh thì nhóm xã hội của Hà đã được phát huy rất là mạnh. 5 nhóm còn lại có thể là Hà chưa có được dịp tương tác cho nên nó chưa có lòi ra. Ví dụ như nếu như Hà giỏi về nhóm nghệ thuật chẳng hạn, thì Hà học trong một trường truyền thống Việt Nam từ nhỏ lớn, nhóm nghệ thuật mà thiên về biểu diễn, thiên về thị giác là thiết kế, rồi hình ảnh, thiên về viết và nói, thì nó rất khó bị được bộc ra, đúng không nè? Nên đúng như em đoán là có thể do sự trải nghiệm và tương tác của em vẫn còn khá ít, cho nên 5 nhóm kia đều thấp đều. Điều đó không có nghĩa rằng em không học được ngành du lịch, nhưng mà em phải rất cẩn thận. Tại vì như Phoenix nói hồi nãy, em phải đọc lại xem ngành du lịch ở nơi mà em muốn học họ dạy như thế nào. Tại vì mỗi trường dạy một cách khác nhau. Có trường sẽ hoàn toàn thiên về cái nhóm xã hội là hướng dẫn viên du lịch, đúng không? Nghiên cứu nữa. Có trường sẽ hoàn toàn thiên về bên làm tour, là bên nghiệp vụ rất nhiều. Nên em phải đọc chương trình học để tự hỏi rằng là vậy nếu như mình bước chân vào ngành này, ở trường này, mình có cái năng lực để học hay không? Và nếu như mình không có năng lực tự nhiên quá nhiều thì mình có kiên trì để học nó tốt hay không? Thì một trong những điều cô nghĩ Hà nên làm là em nên gặp một người đang học ngành ấy, em mượn sách họ đọc. Em lên coi những cái khóa online họ học hay là những cái cuốn sách, những học bài tập họ làm. Thì khi em đọc những cái đó và em tự thấy rằng là mình có khả năng thì em học được. Nha. Chứ cái trắc nghiệm nó không có cho câu trả lời cuối cùng cho việc là mình có thể học một ngành nào đó hay không. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Vân Nguyễn. Bạn đó là sinh viên Văn Lang và đang học ngành PR, là một ngành rất là hot. Dạ vâng. Thì bạn đó nói là rõ ràng là vào môi trường ngành PR rồi thấy đây là một môi trường học rất năng động và hướng ngoại nhiều. Tuy nhiên thì thực sự là bạn cũng làm trắc nghiệm và thuộc nhóm 4 và nhóm 6. 4 nhưng... và 6 là dạ. Thuộc và nghiệp vụ. Dạ. Dạ. Thì bạn thấy là bạn hoàn toàn không có khả năng làm việc nhóm, làm việc mà một mình thì sẽ tốt, tập trung hơn, nhưng mà làm việc chung với mọi người thì hiệu quả không cao. Vậy thì có phải là bạn đã chọn nhầm ngành không ạ? Vậy thì mình xem lại trong cái ngành quan hệ công chúng tại trường Đại học Văn Lang thì bạn đang học những môn học gì? Cô đề nghị Vân Nguyễn để ý những điều này nè. Nếu như mình nhìn về quan hệ công chúng thì bên trong công việc quan hệ công chúng khi em ra trường á, có một vị trí rất hợp với hai nhóm nghệ thuật, nghiệp vụ và hướng nội. Có ai đoán được là vị trí gì không ạ? Viết. Bên trong một phòng quan hệ công chúng, ví dụ cô nói trường Đại học Văn Lang làm ví dụ đi ha, thì sẽ có phòng truyền thông. Trong phòng truyền thông sẽ có một chị hoặc là một anh chuyên viết tất cả những bài đưa lên trang mạng, đưa lên newsletter trong trường, đưa ra đối ngoại, đưa vào đối nội. Thì cái người này họ rất cần sự sáng tạo viết và nói nhóm nghệ thuật. Họ rất cần sự nghiệp vụ vì làm việc chỉnh chu. Họ rất cần cái sự sáng tạo bên nhóm nghệ thuật. Và họ rất là hướng nội. Họ có thể ngồi suốt ngày trong một phòng trước một cái máy laptop và họ làm việc suốt ngày như vậy qua email không sao cả. Thì hoàn toàn hai nhóm này rất hợp với bên trong một ngành, một công việc của ngành
quan hệ công chúng, đúng không nè? Vậy thì câu hỏi cô đặt ra cho Vân Nguyễn là trong suốt thời gian từ đây đến khi em học xong á, những môn còn lại á, em học nổi không? Có khó khăn không? Có môn nào mà nó quá ngược em không? Nếu mà nó ngược, em có lên nói với thầy cô là có cách nào để em được học thêm, em đào tạo một mình, em làm sao để vượt qua môn tốt hay không? Bên cạnh đó, em rèn luyện cái đặc tính bên trong nhóm nghệ thuật và nhóm nghiệp vụ. Và em đi, khi mà em đi thực tập, em quan sát rằng là cái công việc nào thuộc về nhóm ngành của ngành PR mà rất hợp với em, em đi thực tập bên đó, thì em sẽ thấy mình sẽ có một chỗ đứng rất vững vàng bên trong nhóm ngành này. Cái quan trọng ở đây là em phải học xong được chương trình. Em học xong được chương trình thì cái chương, khi mà học xong được chương trình, nó đi về cái khả năng học hơn là đi về cá tính các em ạ. Mình rất dễ hiểu lầm là cá tính nó quyết định học đâu, không đâu. Ví dụ như trong ngành PR đi, có lẽ có những môn đòi hỏi em phải đứng trước lớp và nói chuyện. Em có tập được không? Em tập như cô đi, cô là người rất hướng nội, đứng trước gương tập, quay phim lại nhìn mặt mình tập, tưởng tượng ở dưới là nguyên một đống khoai lang để mình nói chuyện, ví dụ như vậy. Thì mình có thể tất làm tất cả những điều đó, ha Vân ha. Nhưng em phải coi lại xem, cô không nghĩ rằng là em chọn sai ngành. Nhưng mà em coi lại xem nhóm quản lý của mình có không nha. Nếu nhóm quản lý của mình rất yếu, thì khi ra ngoài em đi làm trong ngành PR, em khó làm ở những vị trí đứng ra thuyết phục và nói chuyện trước đám đông. Nhưng em sẽ rất tốt ở trong vị trí đằng sau cánh gà, viết và truyền thông đằng sau, đúng không Phương? Dạ đúng rồi ạ. Liên quan đến nhóm quản lý quan hệ công chúng á cô, thì ở đây có bạn Hoàng Công Lợi, bạn cũng hỏi đó là sau khi mà xem xong chương trình này á, thì em mới phát hiện là em bị nhầm lẫn. Tại vì trước giờ là em vẫn nghĩ quan hệ công chúng là nó phải thuộc nhóm nghệ thuật, bởi vì ngành này á, nó liên quan đến con người và về ý tưởng sáng tạo. Nhưng mà qua phần trình bày á, thì của cô thì em thấy là nhóm quản lý thì là mới là có ngành quan hệ công chúng, còn ví dụ như ngành văn học ứng dụng á, thì mới thuộc là nhóm nghệ thuật xã hội. Vậy thì em nên lựa chọn là ngành nào trong hai cái ngành này, và nếu mà mình lựa chọn nhầm lẫn giữa các cái nhóm á, thì có ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp sau này của mình không ạ? Hỏi hay quá. Dạ. Cô cảm ơn Lợi rất nhiều. Lợi ơi, cô nói Lợi nghe nè, cái điều đầu tiên Lợi phải để ý là cái ví dụ cô đưa ra nó không thể nào là ví dụ một mình nó được. Ví dụ như ngành PR nó nằm ở bên trong nhóm quản lý, vì cái điều đầu tiên quan trọng nhất khi em học ngành này là em phải rất là giỏi trong việc thuyết phục người khác. Em phải rất là mạnh mẽ, em rất quyết tâm, quyết liệt, thì em học ngành này nó rất là phù hợp. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là em không thể học ngành này nếu như nhóm quản lý không phải là nhóm cao nhất. Ví dụ như nhóm quản lý là một trong ba nhóm mà em có đi, thì em vẫn có thể học ngành này, vì em nói đúng, PR nó có ngành nhóm nghệ thuật nữa em, ứng dụng về viết và nói. Thì bên trong ngành PR có rất nhiều về viết, có rất nhiều về nói, như hồi nãy cô vừa giải thích với Vân Nguyễn. Nếu như em học ngành này xong mà em rút về một vị trí đằng sau cánh gà, hoặc làm rút về một vị trí mà không đi ra ngoài, không tương tác, không phải thuyết phục người ta nhiều, em vẫn ổn. Ha. Vậy thì bây giờ mình không thể nào chỉ nhìn vào những cái hình lục giác, rồi nhìn vào đặc tính mình, xong rồi mình nói mình học được hay không được ngành này không. Cô chỉ đưa cho em 20%. Cô nói rằng có lẽ có vẻ như rằng ngành PR nó thuộc về nhóm quản lý, ngành văn học ứng dụng thuộc về nhóm nghệ thuật, có vẻ như vậy. Nhưng mà 80% còn lại Lợi phải làm gì? Lợi phải đi coi cái mỗi ngành đó học những môn gì, trong mỗi môn đó sách giáo khoa là gì, online course là gì, học ở ngoài là gì, trực tuyến ra sao, tương tác như thế nào, bài tập là gì, bao nhiêu phần trăm người ta đòi mình làm viết trên giấy, bao nhiêu phần trăm người ta đòi mình tương tác ở bên ngoài. Tức là em phải làm rất nhiều bài tập để tự hiểu về ngành. Vậy thì ở đây mình quay ngược lại, nếu như nhóm quản lý là một trong ba nhóm em có và em thích những gì môn học mà ngành PR dạy, em thích những thầy cô đang dạy ngành đó, em thích cái môi trường em sắp học, thì nó vẫn ổn. Quay lại văn học ứng dụng. Văn học ứng dụng, đúng rồi, có nghệ thuật và nhóm ứng dụng viết và nói em ha. Nhưng mà văn học ứng dụng cho những người mà họ cũng có nhóm, cô cho ví dụ như nếu như ai học văn học ứng dụng mà có thêm nhóm nghiên cứu, thì thông thường họ sẽ làm ở trong các nhà xuất bản như biên tập viên. Nếu mà họ có nhóm bên quản lý thì họ sẽ đẩy ra ngoài để họ đi làm ví dụ như phụ tá của những tổng giám đốc chẳng hạn. Thì những cái vị trí đó rất cần về khả năng ăn nói, hiểu về văn, ngôn ngữ, giải thích vân vân. Cho nên mình phải nhìn lại xem là ba nhóm của mình, hoặc hai nhóm của mình, hoặc bốn nhóm của mình là gì. Những ai mà bốn nhóm trở lên là trường hợp đặc biệt.
Các em sẽ thích rất nhiều ngành nghề, cô gọi là những người thích đủ thứ. Thì trong trường hợp đó còn khó hơn, tại vì ngành nào em cũng thấy là em có thể học được. Vậy cô quay lại câu hỏi của Lợi. Lợi ơi, thật ra nghệ thuật và quản lý đều học được cả hai ngành, quan hệ công chúng và văn học ứng dụng. Cái câu trả lời ở đây, câu hỏi ở đây mà cô cần Lợi phải trả lời, đó là Lợi đã tìm hiểu các môn ở bên trong mỗi ngành hay chưa? Lợi đã tự hỏi mình là mình có muốn học những môn này và làm những bài tập này và làm những hoạt động tương tác này hay không? Lợi sẽ nhìn lại xem coi mình hướng về làm việc với con người nhiều hơn, với ý tưởng nhiều hơn, với sự vật nhiều hơn hay là với dữ liệu nhiều hơn. Rồi Lợi đọc các bài trên kênh Tài Nguyên xong rồi Lợi sẽ có câu trả lời cho mình nha. Dạ, cảm ơn cô. Đây có một câu hỏi nữa của bạn Phương Uyên á, là bạn đã làm trắc nghiệm xong và kết quả của bạn là bạn thuộc nhóm xã hội. Thì bạn thắc mắc là tại sao ngành điều dưỡng lại thuộc vào trong nhóm này, và tính xã hội đối với cái người mà học ngành điều dưỡng thì thể hiện như thế nào ạ? Dạ. Ngành điều dưỡng cần thêm hai nhóm khác nữa, đó là đầu tiên là phải có nhóm xã hội, sau đó là kỹ thuật và nghiệp vụ, rất là quan trọng. Bây giờ mình tưởng tượng một người làm điều dưỡng nè, mà đặc biệt trong thời COVID nè, trong thời dịch coronavirus 19 nè, một người điều dưỡng họ mệt không các em? Họ làm trong một môi trường rất là nguy hiểm cao, trong bệnh viện ha. Họ phải đi chăm sóc người bệnh, họ phải chăm rất là chi tiết, ví dụ như những người mà già, hoặc là những người bệnh nan y, hoặc là mới mổ xong, họ có nhúc nhích, có làm gì được không? Và cái nhóm này rất cần cái tình yêu thương và mong muốn giúp đỡ là đặc tính ở trong nhóm xã hội. Tại vì nếu như em làm trong ngành này mà em không có tình yêu cho tha nhân, ở đây là tình yêu cho người lạ, em rất khó tồn tại trong công việc điều dưỡng một thời gian dài. Tại vì những người mà em tiếp xúc hàng ngày là những người họ đang đau. Nó không giống như ngành du lịch nha, nó không giống như ngành khách sạn, nó không giống như những cái ngành như là entertainment, là giải trí, làm việc với con người nhưng lúc người ta vui. Còn điều dưỡng là em làm việc với con người nhưng lúc người ta rất đau, lúc người ta rất bệnh, lúc người ta rất mệt. Vậy thì lúc đó người ta làm sao? Ta than, người ta hỏi, người ta càm làm, người ta cằn nhằn. Vậy nếu lúc đó mà không có những đặc tính của nhóm xã hội là yêu thích giúp đỡ người khác, em rất khó trụ trong ngành này thật lâu. Cái đặc điểm thứ hai và thứ ba là kỹ thuật và nghiệp vụ, là vì ngành này rất cần sự khéo léo mạnh mẽ của tay chân. Điều dưỡng xách người ta lên, thay tã, thay giường, dẫn người ta đi toilet, dẫn người ta đi ăn uống, đút cho người ta ăn, tất cả những điều đó rất cần sự khéo léo và mạnh mẽ của tay chân. Không có nghĩa là người nhỏ con hay phụ nữ không làm được nha. Cô đã gặp rất nhiều người điều dưỡng ở Mỹ, ở Phi, ở Việt Nam nhỏ mà làm việc rất là ngầu. Cho nên không có liên quan tới việc là giới tính hay là mạnh mẽ hay bự, nhưng mà nó đòi hỏi sự khéo léo của bên nhóm kỹ thuật, và phải biết sử dụng công cụ, biết sử dụng dụng cụ vân vân. Và nhóm nghiệp vụ, tại vì họ rất là chi tiết và làm việc theo quy trình rất là gọn gẽ và sạch sẽ. Ở đây em thấy có một câu hỏi này rất là thú vị, đó là bạn ấy là thuộc nhóm nghệ thuật và thực sự là bạn đó rất là đam mê vẽ, và bạn ấy có thể dùng Photoshop để chỉnh sửa, làm poster, áo thun, nói chung là bạn ấy nói là kinh nghiệm đã được 6 năm rồi. Nhưng mà vấn đề là bạn ấy lại không học tay, thì như vậy là rất là khó để có thể thi vào những ngành như là thiết kế đồ họa. Thì vậy thì cái việc mà giữa cái mình không có cái khả năng để mà mình tham gia một kỳ thi năng khiếu với lại việc mình đam mê cái ngành đó nhưng muốn vào học, thì cô có lời khuyên nào cho bạn không ạ? Câu hỏi hay quá. Dạ. Thiệt ra gần đây á, bạn tên gì em? Dạ, bạn ấy đây là một cái confession ở trên văn bản. Dạ. Rồi chào em. Chào em không tên. Gần đây thật ra câu hỏi mà cô nhận được nhiều nhất á các bạn là em biết vẽ tay, em có thể vẽ trên giấy nhưng em không sử dụng được công cụ để vẽ máy. Em lo quá, em sợ em ra trường em không kiếm được việc làm. Tại vì các em nên nhớ là thời đại bây giờ là thời đại trực tuyến, là thời đại công nghệ, thời đại công nghiệp 4.0, cách mạng công nghiệp 4.0, vân vân, mình dùng máy nhiều lắm. Cho nên thời bây giờ là thời mà các anh chị, các thầy cô, các người bạn mà vẽ tay rất giỏi, họ đang cố gắng học máy. Vậy thì em là trường hợp ngược lại, 6 năm rồi em đã làm được, em đã vẽ trên máy được, dùng rất nhiều, mà em chưa có vẽ tay được. Thì cô nghĩ điều đầu tiên là em nên gặp một người nào đó chuyên, em nên gặp hai người. Một người trong ngành thiết kế rất giỏi về vẽ máy, và một người trong ngành thiết kế rất giỏi về vẽ tay. Em hỏi họ câu hỏi này. Cô có người chị ruột là họa sĩ, hiện đang sống ở Mỹ, và ngày xưa chị ấy đã làm vẽ hoạt hình cho hãng phim Disney. Thì
cô hay trò chuyện với chị cô về những câu chuyện về nghề vẽ, tại vì cô không có biết vẽ gì hết nhưng cô hay hỏi chị cô lắm. Thì chị cô nói rằng là nếu như mà mình thực sự thích á, thì mình rèn luyện được cái khả năng vẽ tay á, mình rèn luyện được hết. Chị ấy nói rằng là bây giờ có rất nhiều kênh YouTube mà người ta bày mình vẽ sketch, vẽ từng nét một, bóng tối ánh sáng như thế nào. Và ở đây có cái sự kiên trì á các em, cái thời gian em bỏ ra. Ví dụ như em bỏ ra 5 tiếng để em dùng Photoshop, em có bỏ ra được 5 tiếng để em học vẽ trắng đen hay không? Thì khi mà em có thể vẽ máy, có nghĩa rằng là em có thể đưa ý tưởng của em lên trên một phần mềm nào đó, ra được một sản phẩm đẹp. Thì điều đó có nghĩa rằng là em cũng có thể đưa ý tưởng em qua bàn tay của em lên giấy. Ở đây em có chịu đầu tư hay không? Nhưng cô đề nghị em nên gặp hai anh chị hay thầy cô đều trong ngành thiết kế, nhưng một bên vẽ rất đẹp trên giấy và một bên vẽ rất đẹp trên máy, họ sẽ trả lời được cho em câu hỏi này. Nhưng mà nếu mà nói về đường dài mà đi làm mà kiếm tiền á ha, thì nếu với những kỹ năng em đang có thì em không sợ đâu ạ. Dạ, em cảm ơn cô. Hy vọng là bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Ở đây có một câu hỏi của bạn Duyên Fan ạ. Là bạn hỏi đó là em rất thắc mắc là tại sao ngành dược học lại không cùng một nhóm với lại ngành xét nghiệm y học và ngành điều dưỡng. Và bạn là thuộc nhóm nghiệp vụ là nhóm 16 điểm. Thì bạn nên theo học ngành nào? Tại vì bạn nghĩ ba ngành này đều cùng thuộc khối sức khỏe. Đọc cho chị lại. Dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học và điều dưỡng ạ. Y học. Dạ. Và điều dưỡng. Dạ. Ok. Rồi, bây giờ Duyên ha, em quay lại nha. Bản đồ Holland và bản đồ thế giới nghề nghiệp và những cái ngành ứng dụng, nó không là câu trả lời cuối cùng, nó chỉ là 20% tụi cô đưa cho em, 80% còn lại em phải nghiên cứu. Thì cô đề nghị em tự tìm hiểu như sau. Theo cái nhìn của cô ha, thì dược học đầu tiên rất cần nhóm nghiên cứu, vì đây là ngành em nhớ dễ sợ lắm Duyên. Em học mà em nhớ, em gần như là em phải nhớ thuộc lòng rất nhiều công thức tên Latin, vân vân và vân vân, hóa rất là nhiều á em. Thì do đó nhóm này nghiên cứu nhiều lắm. Kỹ thuật xét nghiệm về y học thì lại đòi hỏi nghiên cứu và kỹ thuật gần như ngang nhau. Tại vì em nên nhớ, kỹ thuật xét nghiệm y học là họ phải dùng máy móc rất nhiều trong phòng lab. Em hiểu không? Thì khi mà em nhìn vào cái công việc đó, thì họ đòi hỏi cái người đó là vừa có đặc tính của nhóm nghiên cứu mà phải vừa có đặc tính của nhóm kỹ thuật. Tại vì nếu em không khéo léo trong bàn tay, em không giỏi trong việc sử dụng công cụ trong phòng lab hay là những máy móc khác, em rất khó học ngành này. Điều dưỡng thì như Phoenix nói ha, là cái ngành mà phải tiếp xúc với con người rất nhiều. Mình nhìn về cái work task, nhiệm vụ công việc đi. Nhiệm vụ công việc của dược học là họ làm việc với cái gì nhiều nhất? Họ phải làm việc với vừa sự vật mà vừa ý tưởng nha. Họ phải hiểu rất nhiều về dược, về thuốc, và họ đưa thuốc cho bệnh nhân. Cho nên cái phần thời gian mà họ tiếp xúc với con người ít hơn em. Họ chỉ cần hiểu về thuốc, họ lấy đơn từ bác sĩ, rồi họ nói chuyện với bệnh nhân, họ đưa thuốc. Nhưng họ không điều trị, họ không phải tiếp xúc hàng ngày nhiều. Khác. Rồi, kỹ thuật xét nghiệm y học cũng vậy, họ làm việc trong phòng lab, họ làm việc trong phòng nghiên cứu rất nhiều, họ làm việc với ý tưởng và sự vật rất nhiều. Nhưng mà điều dưỡng thì khác, điều dưỡng là làm việc hàng ngày với con người, gần như 80% thời gian làm việc với con người. Vậy thì họ phải có nhóm xã hội. Mặc dù ba cái công việc này và ba tên ngành này đều trong nhóm ngành y khoa, y tế, nhưng mà cái nhiệm vụ công việc của họ và đối tượng làm việc của họ khác nhau. Phải không nè? Cho nên nếu như Duyên là một người mà nghiệp vụ rất cao, ở đây Duyên về biên xem lại. Tại vì dược học cũng cần nghiệp vụ, kỹ thuật xét nghiệm y học cũng cần nghiệp vụ, và điều dưỡng cũng cần nghiệp vụ. Nhưng mà Duyên xem lại xem, thời gian, phần lớn thời gian Duyên thích làm việc với gì? Với ý tưởng nghiên cứu và hiểu là thêm nhóm nghiên cứu, hay là với máy móc thêm nhóm kỹ thuật, hay là với con người thêm nhóm xã hội. Thì khi mà Duyên xem cái chương trình học, Duyên tự hỏi là suốt thời gian học như vậy, Duyên thích không? Duyên học được nhiều như vậy không? Rồi sau đó khi đi làm thì Duyên cảm thấy làm sao? Thì cô đề nghị là mình đừng có ngay lập tức. Các em biết không, cái sai lầm lớn nhất mà cô gặp khi mà cô đi làm hướng nghiệp với cha mẹ và các em á, là các bạn học sinh luôn muốn cô cho họ một câu trả lời. Cô, em nhóm này học cái gì?
Nhưng mà không, tất cả những nghiên cứu từ thời thập niên 50, 60, bao nhiêu năm nay, tất cả những nghiên cứu đó họ chỉ cho mình một cái hướng thôi. Là dựa trên nghiên cứu này thì đặc tính này nó hợp với nhóm ngành nghề này, chúng tôi thấy được điều đó. Nhưng mỗi người chúng ta cái phần đặc tính của mỗi nhóm nó cũng đã khác rồi. Huống chi là các em trộn những cái nhóm đó với nhau khác, và thế hệ khác nữa. Cô bảo đảm thế hệ những ai mà cha mẹ mình sinh ra thời 50, 60 á, họ có thể không hề có nhóm nghiệp vụ, nhưng mà các em đẩy họ vào một công việc nào cần nghiệp vụ họ đều làm được. Tại vì họ sẽ làm hết sức trách nhiệm. Nhưng mà với thế hệ 90 thì đừng hòng, không có. Họ thích họ làm, không thích là họ bỏ việc ngay. Cho nên ở đây yếu tố thế hệ nó cũng rất là quan trọng nha. Duyên về tìm hiểu lại. Cô tư vấn hay quá. Em thấy là trong cái thời gian đó mà cô giảng bài đó, thì các bạn say sưa nghe, cái rất là ít câu hỏi. Cái khi mà cô bắt đầu tư vấn là bắt đầu có câu hỏi quá nhiều. Thì ở đây em thấy có một câu hỏi, một bạn này cũng băn khoăn giữa ba ngành luôn cô ạ. Là bạn Anh Khoa, bạn nói là bạn đã đi làm thêm ở bên ngoài ở một công ty agency và bạn đã biết được thế mạnh của mình. Đó là bạn có rất nhiều ý tưởng cho một dự án kinh doanh, có thể thuyết phục được mọi người nghe ý tưởng của mình và cập nhật rất giỏi các xu hướng mới lạ. Tuy nhiên thì bây giờ bạn đang băn khoăn là mình hợp với ngành nào, ngành quản trị kinh doanh hay là ngành kinh doanh thương mại hay là ngành quan hệ công chúng ạ? Quản trị kinh doanh, dạ, kinh hoặc doanh là kinh doanh thương mại, dạ, hoặc là quan hệ công chúng. Dạ vâng. Ok. Cô có người nhắc bài ở ngoài á, mấy đứa làm phòng quay có cái hay cái là mấy đứa thấy mặt cô chứ mấy đứa không biết xung quanh cô là có những gì đang xảy ra đâu. Cô có người nhắc bài. Thật ra thì cô nghĩ anh Khoa có một điểm lợi là đã đi làm rồi, đặc biệt là làm trong agency, là bên ngành quảng cáo. Và em biết được điểm mạnh mình là có ý tưởng, là có thể thuyết phục, là hiểu được xu hướng thị trường vân vân. Thì có vẻ như là quản trị kinh doanh thương mại hay quan hệ công chúng ngành nào cũng học được hết. Cô nghĩ như vậy. Nhưng mà em nên đặt lại câu hỏi cho chính mình, em thích học kiểu nào? Ở đây quản trị kinh doanh đi rất nhiều về cái hướng về chung chung và về quản lý, đúng không nè? Em nhìn một bức hình chung của một tổ chức. Bên ngành kinh doanh thương mại cũng vậy, họ đi sâu vào thương mại, lĩnh vực mua và bán vân vân và vân vân. Quan hệ công chúng thì lại đi ra với việc làm PR mà nói nhiều, tương tác rất nhiều. Vậy thì em tự hỏi là em phải đọc lại ba chương trình, tại vì cô không rành là chương trình này môn gì, cái đó em phải hỏi các anh chị bên ngành, bên khối tuyển sinh và hướng nghiệp. Nhưng mà khi em đọc vào các môn học trong mỗi ngành thì em sẽ tự hỏi là vậy chứ phần lớn thời gian em thích học cái kiểu đọc sách và tìm hiểu và làm theo kiểu những cái bài tập mà hoạt động nhóm hay tìm hiểu sâu, hay là em thích những cái hoạt động mà trải nghiệm làm việc như thế nào? Tức là khi mà em, cô xin lỗi, tại vì ba ngành này đều phù hợp với lại anh Khoa hết. Để cho anh Khoa quyết định là em nên học ngành nào, cô nghĩ rằng em phải tìm hiểu xem cái khoa nào có cá tính hợp với em. Môn học nào khi học phần lớn em sẽ thích. Bài tập kiểu nào thì em thích làm việc hơn. Thầy cô giảng theo kiểu nào thì em thấy hứng thú hơn. Có vẻ như cách em nói, nếu cô ngồi với em sâu hơn thì cô sẽ hỏi là em thích học kiểu nào Khoa? Em thích học theo kiểu thực hành và trải nghiệm hay là em thích học theo kiểu đọc? Cô nghi là cái đầu, trải nghiệm và học qua hành, đúng không? Vậy thì em phải đi tìm hiểu cả ba khối này. Em phải vào, em xin các anh chị ở trong trường Văn Lang cho em vào, em gặp một anh chị nào đó đang học trong ngành, em hỏi, em lên trang confession, em xem mỗi nhóm sẽ nói chuyện một cách khác nhau, rồi sau đó em hãy quyết định. Và cô nghĩ rằng trong trường hợp của em, ngoài cái việc là ý tưởng, thuyết phục và xu hướng, em phải hỏi lại bản thân mình là năng lực học của mình như thế nào. Tại vì bên quản trị kinh doanh thương mại, quan hệ công chúng, mỗi chương trình như vậy sẽ có những môn đặc biệt khó hơn. Ví dụ như có những ngành họ đòi hỏi toán nhiều hơn, toán kinh tế nhiều hơn. Có những ngành họ đòi luôn cả môn statistics, ví dụ vậy. Có những ngành họ đòi hỏi luôn cả cả môn tài chính. Quan hệ công chúng thì đòi viết và nói nhiều. Vậy thì em phải coi từng môn để trả lời. Như cô nói ha, cái thông tin tụi cô đưa ra là 20%. Bạn cô nhắc bài cô là trên cái kênh tài nguyên hồi nãy của Hướng Nghiệp Sông An á, em có thể đi vào cái phần là hiểu nghề. Trong hiểu nghề đó tụi cô có những cái mục
những cái ngành nghề khác nhau, ví dụ như là ngành tài chính ngân hàng, ngành nhân sự, ngành giáo dục đó, các em vào đó thì tụi cô được các anh chị chuyên gia ngoài thương lắm, thì tụi cô xin họ là viết cho tụi cô cái slide, đặc biệt á những cái thông tin tài nguyên về nghề á, anh Khoa và các bạn, thì ở trên mạng mình có rất nhiều hằng hà sa số luôn, em Google một cái là em ra. Nhưng hướng nghiệp Sông An tụi cô muốn cái thông tin nó phải thiệt rất là Việt Nam, tức là nó Việt Nam hóa hết sức có thể. Tại vì cùng một công việc quản trị nhân sự nhưng mà ở Việt Nam sẽ rất khác Thái Lan, sẽ rất khác Úc, sẽ rất khác Mỹ, học cũng khác nữa. Nên cái trang mà tụi cô làm trên kênh Tài Nguyên á, thì tụi cô có những cái ví dụ và những chia sẻ của các anh chị đang làm ở đây. Thì tụi cô xin họ chia sẻ với kinh nghiệm của những người mới 1 đến 3 năm thôi, cho tụi em thấy gần gũi với mình hơn. Tụi cô cũng chia xin những người có kinh nghiệm 5 năm chia sẻ và 10 năm chia sẻ. Thì các em sẽ thấy được cái lộ trình của cái ngành đó. Ha. Cảm ơn chia sẻ của cô ạ. Do thời gian đó là cũng gần hết rồi, cho nên là em xin dành một câu hỏi mà em nghĩ sẽ giúp được cho rất nhiều bạn luôn. Đó là bạn Hoàng Luân, bạn hỏi đó là bạn đã làm xong trắc nghiệm Holland rồi nhưng mà bạn thấy điểm 6 nhóm của bạn đều ngang ngang nhau và ở mức thấp luôn. Cho nên đó là dạ, hiện tại là bạn không biết bản thân mình nên chọn ngành nào cho phù hợp, thì có cái bước nào để tiếp tục kiểm tra năng lực của mình để chọn cho ngành đúng không ạ? Bạn mấy tuổi ở đây có nói không? Dạ, em nghĩ là bạn là học sinh ạ. Hoàng Luân ơi, cô gặp trường hợp này nhiều lắm luôn ạ. Cô gặp trường hợp mà cả 6 nhóm đều cao và cả 6 nhóm đều thấp. Cả hai trường hợp đều có khó khăn như nhau. Cả 6 nhóm đều cao thì họ không biết là họ nên chọn cái nào, tại vì cái nào họ cũng thích. Cả 6 nhóm đều thấp thì nó khó hơn ở chỗ là bây giờ không biết học cái nào, tại vì cái nào mình cũng chưa chắc là mình thích hay không. Cô gặp trường hợp này ở thế hệ sau 2000 rất nhiều. Cô nghĩ là cái lý do đằng sau á, nó gồm những yếu tố sau đây. Yếu tố đầu tiên, Luân xem thử coi có giống mình hay không ha, là các em học nhiều á, các em tập trung học rất nhiều trong suốt thời gian 12 năm, nên các em không có giờ chơi. Thực sự là khi mà mình chơi á, mình hiểu mình nhiều hơn mình học á em. Các em không có giờ đi ra ngoài những cái hoạt động bên ngoài, các em không có làm những cái chương trình mà gia đình mình hay gọi là ăn cơm nhà gác vác voi á. Thì do đó, nếu như em thuộc những nhóm như là kỹ thuật, nghệ thuật và quản lý mà em không có những sinh hoạt ngoại khóa, em rất khó lôi những cái nhóm đó lên. Cô cho ví dụ, nhóm nghệ thuật của mình đến năm mẫu giáo là sau đó là mình không dùng trong trường học nữa rồi em. Nhóm quản lý cũng vậy, em phải làm những vai trò lớp trưởng, lớp phó, công tác đoàn, ra ngoài sinh hoạt em mới biết em có nhóm này. Nhóm kỹ thuật cũng vậy, nếu em không chơi thể thao, không chạy ra ngoài làm những hoạt động với bạn bè, em cũng không biết mình có nhóm này. Cho nên 6 nhóm bằng nhau có lẽ là vì 3 nhóm của em mà nổi trội, em chưa được lôi nó dậy trong cái khúc thời gian mà em làm ở trường. Ha, đó là một. Cái thứ hai là do em mong đợi quá nhiều, em kỳ vọng nhiều quá. Em có những cái kỳ vọng là mình phải hiểu mình ở mức này, mình phải biết hơn về mình ở mức này. Cho nên cái trách nhiệm nó không đúng luôn. Cái trách nhiệm nó không đúng. Có rất nhiều bạn thuộc nhóm nghiên cứu làm trắc nghiệm không có ra là vì bạn suy nghĩ rất nhiều và có nhiều kỳ vọng. Nên thay vì em làm trắc nghiệm thì em vào cái bài mà các bước chọn ngành chọn nghề của cô hồi nãy, chọn ngành chọn trường của cô hồi nãy cô giới thiệu trên trang Tài Nguyên á, em vào đó em làm lại từng bước cho cô. Em đọc lại cái phần trên kênh Tài Nguyên, cái phần hiểu mình, em đọc 6 bài hiểu mình cho cô. Trong lúc em đọc đó em tự hỏi là mình có thiên hướng về nhóm nào nhiều hơn. Và trong thời gian dịch Covid này nè, mình không có ra ngoài nhiều được, thì cô đề nghị em đọc sách và xem phim hay là làm những hoạt động có thể làm tại nhà trên trang web, và bắt đầu tự chiêm nghiệm lại, tự hỏi lại từ nhỏ đến lớn mình có nổi bật ở đâu không. Và cuối cùng, em có người bạn thân nào không? Và em có thân với ba mẹ không? Tại vì có rất nhiều khi người khác quan sát mình, họ có những nhận xét chính xác hơn bản thân mình nhiều lắm. Em hỏi ba mẹ em cùng làm cái trắc nghiệm với em. Trên kênh Tài Nguyên của cô có cái phần dành cho cha mẹ. Cha mẹ nhìn vào và có một cái trắc nghiệm cho cha mẹ quan sát con. Em nhờ ba mẹ em hoặc là những người thân của em, họ làm xem rồi họ hỏi, nói cho em biết em thuộc nhóm nào. Thì ở trường hợp này cô chỉ có vậy thôi đó, đó Luân ạ. Tại vì cái phần hiểu mình là phần quan trọng và phần đầu tiên của cái hành trình đi tìm ngành phù hợp. Nên em phải vượt qua cái phần hiểu mình này thì mới đi tới được.
Em nghĩ đó là những lời khuyên mà rất là cần thiết cho các bạn học sinh trong giai đoạn mà xét tuyển đại học như thế này. Lần thứ hai là Lan Lan đón cô đến trường và lần nào cũng để lại rất nhiều thiện cảm và cả những bài học rất là hay nữa. Em cảm ơn cô hôm nay đã dành thời gian để tham gia Nhà Lạc, một số rất đặc biệt. Và những cái câu hỏi mà các bạn hỏi đây còn rất nhiều thì chắc là sau live stream bọn em sẽ trả lời và tham vấn thêm ở Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên. Và nếu mà ca nào khó quá thì em có thể gửi cho cô. Dạ vâng ạ. Dạ, để cô có thể tư vấn thêm cho các bạn nha cô. Cô rất thích gặp ca khó cho nên tự nhiên. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Dạ. Và quay trở lại với lại Nhà Lạc thì ngoài lề một chút thì chị cũng nhắc các bạn là hôm nay là ngày thứ ba là Văn Lan bắt đầu nhận hồ sơ xét học bạ đợt 1 rồi. Và thực sự thì là hồ sơ hiện giờ là đăng ký online rất là đông. Nhưng mà chị nhận thấy là có một cái trường hợp là do là các bạn nôn nóng quá, sau khi đăng ký online xong thì mình lập tức lại đến trường để xin học bạ để làm bổ sung hồ sơ minh chứng. Nhưng mà chúng ta đang trong giai đoạn là 15 ngày vàng của cả nước để mà cách ly toàn xã hội và để phòng chống dịch Covid á. Cho nên là trong 15 ngày đầu thì các bạn cũng đừng nôn nóng quá, mình có thể đợi sau thời gian này rồi sau đó thì mình sẽ đến trường để mình xin thầy cô trung học phổ thông cho mình photo công chứng học bạ để nộp bổ sung hồ sơ, không sao hết nha. Và đến ngày 30 tháng 4 thì mình mới hết hạn để nộp hồ sơ. Và đó là thông tin để mà chị có thể cập nhật thêm cho các bạn để trong giai đoạn mà đợt 1 nhận hồ sơ học bạ của Văn Lan. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay và chào tạm biệt các bạn nha.